Do dịch bệnh COVID-19 khiến việc xuất khẩu lao động bị đình trệ, nhiều thanh niên gặp khó khăn do đã vay mượn tiền, thế chấp để học ngoại ngữ và làm các thủ tục để xuất khẩu lao động. Trước thực tế trên, tỉnh đoàn Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên chủ động phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Đoàn viên Trần Đức Thịnh ở xã Giao Hải, huyện Giao Linh từng ấp ủ mở cơ sở mộc, gia công các loại đồ gỗ mỹ nghệ ở địa phương. Do nguồn vốn hẹp nên xưởng chỉ hoạt động manh mún, cầm chừng. Sau khi gửi sáng kiến và được xét duyệt, tỉnh đoàn Quảng Trị đã kịp thời hỗ trợ anh Thịnh 156 triệu đồng để mua một máy gia công CNC và mở rộng quy mô. Đến nay, cơ sở không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình mà còn tạo việc làm ổn định cho 6 lao động ở địa phương. Từ khi được hỗ trợ máy là công việc được suôn sẻ hơn, nhiều mẫu mã và nhiều sản phẩm được đẹp hơn, là giúp nhiều thanh niên trong xã được tiếp thu với máy móc hiện đại và được tạo công ăn việc làm cho các anh em trong xã, toàn xã được nhiều công việc giúp gia đình, xã hội. Tại tỉnh Quảng Trị, dự án giảm nhẹ tác động của dịch COVID-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương do tỉnh đoàn và Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương triển khai đã hỗ trợ cho 8 thanh niên chuyển đổi việc làm với số tiền 800 triệu đồng. Đặc biệt, các thanh niên được hỗ trợ không cần hoàn lại mà phải tiếp tục dạy nghề và tạo việc làm cho các thanh niên cùng hoàn cảnh, không thể xuất khẩu lao động do dịch COVID-19. Cái sáng kiến này được hỗ trợ thì sẽ phát huy rất tốt hiệu quả mô hình, không chỉ là tạo sinh kế cho bản thân các bạn này, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nhiều bạn khác, mà còn thúc đẩy quá trình truyền thông tư vấn hỗ trợ cho các bạn thanh niên xuất khẩu lao động mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, hoạt động đưa lao động ra nước ngoài rất khó khăn bởi còn phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch của các nước tiếp nhận lao động. Vì thế, việc phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ thanh niên chuyển đổi việc làm không chỉ giúp thanh niên giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để phục hồi sản xuất tại các địa phương.